Thôi, quà cáp gì, em không có cần quà cáp, em chỉ cần anh thôi là đủ rồi. Quà cáp là nghĩa vụ. Hôm nay tôi nói tôi thích món này, tôi thích món kia, rồi kêu tôi thực dụng, ham đi vật chất, cái tự hiểu mà mua đi. Cái gì mắc thì mua. Anh đợi em 5 phút nha, là em xuống. Có nghĩa là hay đợi 1 tiếng đi. Em còn phải make up nè, em còn phải thay đồ nè, em phải lựa đồ nè, em còn phải chải tóc nè, phải còn dân dân nữa. Em chỉ cần một chàng trai yêu thương mình thôi là đủ rồi. Nhưng mà chàng trai này phải tâm lý nè, phải có số muối nè, phải đẹp trai, có địa vị xã hội nè, phải yêu em, phải chiều em, dân dân chứ phải yêu tôi là dễ đâu nha. Em thích anh, nhưng mà em thích thằng khác hơn, nó giàu hơn, đẹp trai hơn, nó dân dân hơn anh. Anh rất tốt nhưng em rất tiếc. Anh vừa nói gì đó? Anh nói là em nghe. Thật sự em nghe đó, nhưng mà em éo hết, nên em cho anh cơ hội nói lại đó, nói anh sẽ chăm lọt tay đi. Anh thấy em giờ này có mập không? Anh thấy nhỏ kia có xinh không? Đừng trả lời có, nếu không muốn tận thế. Người yêu cũ của anh là người như thế nào? Thật ra em muốn hỏi, em mà người yêu cũ, ai tốt hơn, ai đẹp hơn? Lời yêu mà trả lời đi. Anh nói là may mắn vì đã gặp tôi. Em không có đồ gì để mặc hết trơn á. Thật sự là em quá nhiều đồ, nhưng mà em không biết lựa làm sao cho mặc cho hợp tâm trạng của hôm nay. Với lại, cả tuần này em chưa đi shopping, anh chở em đi shopping nha. Muốn làm gì thì làm, không phải em đang cho phép anh đâu, em đang thách anh đó, có anh dám làm gì trái ý em không? Không có gì. Có nghĩa là có gì đó hay kiếm cái gì đó đi, còn không là mày sẽ có chuyện. Em không có giận. Không, em đâu có giận đâu, nhớ không thích đi chơi anh. Không, em không có giận thiệt. Anh đi đi. Anh đi với con mà anh vừa like Facebook đó, cái con vừa anh vừa thả tim đó, cái con mà anh vừa comment là con nhỏ xinh quá đó, anh đi với con nhỏ đi, để tôi chay. Thật sự á, con gái vô cùng dễ hiểu, họ nói có nghĩa là có, mà không có nghĩa là không, mà khi không cũng có nghĩa là không có, mà khi không có cũng có nghĩa là có, mà khi có cũng nghĩa là có thể, mà có thể cũng có nghĩa là có cũng không có thể là không có, có thể cũng có nghĩa là có thể, mà có thể cũng nghĩa là không thể. Cũng dễ hiểu.